Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày ha. Giá là chịu bù gần phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em nha. Rồi, đầu tiên là một cái sản ha. Sản này bán cho anh em là 460.000 ha. Đây, 460.000 nha anh em. Một cái sản đa năng nè. Đó, ship lại được luôn ha. 460.000. Đó, một cái sản ha. Rồi, cái rìu. Rìu này bán cho anh em 700.000 ha. Về cho anh em mình siêu tầm. Cái này Đài Loan xuất Nhật nha anh em. Nè, có chữ ký đồ ngon lành luôn ha. Đài Loan xuất Nhật nha. Có cái bao da đó nè ha. Đó, có cái bao bảo vệ lữ rất là xịn sò. Rồi, cái rìu 700. Rồi, con này 450 ha. Con MCC mới chưa sử dụng. Hàng này mua về thì bỏ tủ chân thôi chứ xài uổng lắm. Sa băng ha. MCC mới anh em, hoàn toàn chưa sử dụng, 450.000. Cây kìm cắt sắt ha, 350, 450.000 anh em. Rồi, một cây kìm của Fujiya. Cây này thì đã sử dụng rồi ha. Thì anh em nào muốn mua full hộp cũng có luôn. Rồi, con này 230.000. Đó, 230.000 ha, Fujiya xây lớn nha anh em. Cây này thì chị sinh ra thì cũng mới ken ha. Cây này xây 22 ha, 21, 22 gì lận ha. 230.000 cho cây kìm Fujiya nha anh em. Rồi, cây kìm mỏ nhọn. Kìm mỏ nhọn Fujiya ha. Full hộp 150.000 thôi. Con này 150 nha anh em, 150.000 Fujiya. Đó. Rồi, con này căng cắt cáp nha anh em. Con này cắt cáp xây này. Cái xây này chắc 21, 22 nha anh em. Cái này xây 21, 22 ha. Con này thì 380.000 ha, 380.000. Mắt in da băng nè. Đó. Con này hiệu gì đây? Mặt veo ha. À, mặt veo 380.000 ha. Nè, phi nè. Phi 11.4 gì nè ha. Đó. Rồi. Kìm cắt cáp 380.000. Rồi, một cặp cưa 200.000 ha. Cặp cưa này 200 anh em, ARS nè ha. Đó. Còn cây này với cây này, cặp cưa 200.000 ha. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề.